Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp .vn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu với bạn video thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi G3 tại Di động Cao cấp .vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Xiaomi G3 bị lỗi màn hình cảm ứng không lên được, màn hình chập chờn, nút được nút không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn. Hiện nay Di động Cao cấp .vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Xiaomi hàng đầu hiện nay. Đối với điện thoại Xiaomi G3, màn hình của điện thoại Xiaomi G3 thì hiện tại Di động Cao cấp .vn đã có sẵn tất cả những cái linh kiện cấu thành lên điện thoại Xiaomi G3 nói chung và màn hình cảm ứng của Xiaomi G3 nói riêng đều có sẵn tại Di động Cao cấp .vn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi G3, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với quý vị các bạn cách phục lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Xiaomi G3 cũng như dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Xiaomi G3 cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp .vn chúng tôi.